hội thánh của chúng ta tiếp tục đi qua trong những phần của sách Luca. Và chúng ta thấy rằng cứ mỗi lần mà chúng ta học qua lời của Chúa thì chúng ta thấy luôn luôn có những sự dạy dỗ mới đi cho chúng ta. Chủ đích mà của ban thanh niên đưa ra trong năm nay là trở về với căn bản. Và tối khi hôm thì tôi nghe Anthony là trưởng ban dạy cái bài học đầu tiên, đó là con người phạm tội. Và tôi thấy thật sự có những điểm mà chúng ta những điểm rất là căn bản chúng ta đã học qua, nhưng mà mỗi khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta học lại thì chúng ta thấy rằng lời Chúa không phải là những cái lời chết mà chúng ta đọc qua một lần rồi chúng ta cảm thấy chúng ta biết hết tất cả, chúng ta nhàm chán ở trong lời Chúa. Mà khi mỗi khi chúng ta đọc lại thì chúng ta thấy rằng cái Thánh Linh của Chúa soi dẫn chúng ta vào ở trong những lẽ thật của Chúa, và luôn luôn tìm thấy những cái điều lạ lùng ở trong luật pháp của Chúa. Buổi sáng này thì chúng ta thấy rằng sách phúc âm, những câu chuyện, những sự dạy dỗ của Chúa, những phép lạ của Chúa mà chúng ta đã được nghe đi nghe lại ở trong 5-6 năm qua. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có nhiều khi thì mỗi khi chúng ta nhắc lại những sự dạy dỗ của Chúa, những câu chuyện của Chúa, thì chúng ta luôn luôn được Đức Thánh Linh của Chúa dạy dỗ đi cho chúng ta những điều mới lạ ở trong Chúa. Câu gốc của tuần này đó là trong câu 46, Chúa thách thức và cũng như cáo trách chúng ta là những người theo Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng ở trong cái tình trạng giống như là những người Pharisee, những người Sadducee, những thầy thông giáo, những người theo Chúa khi xưa. Chúng ta nói rằng sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán. Chúng ta thấy rằng chúng ta là những người Cơ Đốc, những người tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa biết được ở trong mỗi trong lòng của chúng ta. Chúng ta chỉ theo Chúa ở trong cái hình thức, theo Chúa ở trong cái bề ngoài. Mà bởi vậy Chúa cá trách rằng sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán. Chúng ta biết rằng Chúa có nghĩa rằng là ở trong cái thể chế quân chủ đó thì vị vua hay là ý của vị vua hay là những cái lời mà phán ra của một vị vua là một cái điều mà tất cả mọi người ở trong nước hay là những thần dân ở trong vương quốc đó đều phải tuân theo. Bởi vì vậy chúng ta thấy rằng chúng ta theo Chúa, mặc dầu cái tổ chức của hội thánh thì ở dưới cái chế độ dân chủ, có nghĩa rằng là chúng ta tôn trọng cái sự bình đẳng và chúng ta tôn trọng cái sự tự do lựa chọn vân vân. Nhưng mà đối với Chúa thì Ngài không phải là tổng thống của chúng ta, mà Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Mà vì vậy ngay cả một vị vua giống như là vua Saul khi xưa thì chúng ta thấy rằng ông đã bị cái sự quở phạt của Chúa bởi vì cái sự bất tuân, không vâng lời. Và Samuel đã nói với lại vua Saul rằng sự vâng lời tốt hơn của lễ. Chúng ta có thể làm rất là nhiều việc, việc hay, việc tốt, việc lớn, nhưng mà nếu bước đường theo Chúa của chúng ta
không có cái sự vâng theo lời của Chúa, vâng theo những cái điều mà Đức Thánh Linh đang phán dạy với lại chúng ta, thì là chúng ta chưa có thật sự để Chúa cai trị ở trong cuộc đời của chúng ta. Tức là Ngài chưa phải là Chúa của chúng ta, Ngài chỉ là Chúa ở ngoài miệng của chúng ta. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, cái tôi của chúng ta vẫn còn đang cai trị trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là Chúa cai trị. Chúng ta trở lại với một phần ở trong tuần vừa rồi mà chúng ta chưa có học xong cái phần chót, câu 27 đến 31. Chúng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giật áo ngoài của người thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hãy ai xin hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào thì hãy làm cho người ta thế ấy. Đó là cái lý do mà sứ đồ Phaolô đã tóm tắt lại. Một cái người theo Chúa thật sự không phải là một cái người chỉ có mặt ở trong một cái hậu thánh địa phương, không phải là những người mà chỉ ở ngoài miệng gọi là Chúa, kêu Chúa, biết hát, biết đọc Kinh Thánh. Mà Phaolô nói rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cho nên nó không phải rằng là chúng ta ở trong hậu thánh bao nhiêu lâu, chúng ta biết Chúa bao nhiêu lâu, chúng ta theo Chúa bao nhiêu lâu, nhưng mà nếu cuộc đời của chúng ta chưa được có cái sự thay đổi và chúng ta vẫn sống như là con người trước khi nhận biết Chúa, chúng ta vẫn hành động giống như là trước khi chúng ta nhận biết Chúa, lời ăn tiếng nói của chúng ta vẫn như thuở trước, hành động của chúng ta vẫn như thuở trước, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày vẫn giống như là thuở trước khi mà chúng ta nhận biết Chúa, thì chúng ta chưa thuộc về Chúa. Cho nên xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Cái điểm quan trọng không phải là chúng ta theo Chúa bao nhiêu lâu, hay là chúng ta làm một cái điều gì đi cho Chúa. Chúng ta có thể có những cái chức vụ rất là lớn trong hội thánh hay là trong giáo hội, nhưng mà nếu chúng ta chưa được là một người được đổi mới, được dựng nên mới ở trong Chúa, thì tất cả những cái điều kia nó không có một cái giá trị gì hết. Và chúng ta đang đối diện với lại cái sự không chắc chắn rằng là chúng ta có danh sách ở trong những người cứu rỗi, ở trong sách sự sống của Chúa, và chưa chắc chúng ta đã thuộc về Chúa, và thiên đàng chưa chắc đã thuộc về chúng ta. Tất cả những điều mà chúng ta làm thì cũng giống như là chúng ta theo một cái tôn giáo, chúng ta theo một cái đạo, và có thể xoa dịu chúng ta ở trong ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta có những cái nhu cầu nào thì chúng ta chỉ kêu trời, hoặc là chúng ta chỉ có một cái đấng yên ủi chúng ta, một cái đấng mà chúng ta có thể nương dựa. Nhưng mà chúng ta chưa thật sự thuộc về Đức Chúa Trời. Và vì vậy Chúa nói rằng khi mà Ngài trở lại đó, thì không phải tất cả mọi người ở trong hậu thánh đều là chiên của Chúa. Tất cả mọi người ở trong hậu thánh thuộc về hội viên của hậu thánh ta ra thì đều đồng cất lên không trung với lại Chúa. Mà Chúa nói rằng là thiên sứ sẽ phân ra giữa chiên và dê.
phân ra giữa cỏ lùng và lúa mì. Ngày hôm nay tôi không phải làm cái công việc đó, mà cũng không phải là một cái công việc của bất cứ một người nào ở trong hội thánh, nhưng mà thiên sứ của Chúa sẽ làm cái điều đó. Và buổi sáng nay tôi muốn nhắc nhở những cho hội thánh, quyền năng của Chúa có thể biến dê thành chiên, có thể biến cỏ lùn thành lúa mì, nếu chúng ta bằng lòng để Chúa tạo dựng một tấm lòng mới, một con người mới ở trong chúng ta. Amen. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta là một người thuộc về Chúa thật sự thì chúng ta phải có một cái sự tạo dựng mới, một cái nếp sống mới ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng là nó không phải là dễ dàng. Bởi vì trong cái nếp sống cũ đó, theo cái thói quen của chúng ta, thì chúng ta yêu những người yêu mình và chúng ta ghét những người ghét mình, không hợp với mình. Nhưng mà cái nếp sống mới mà Chúa dạy dỗ đi cho chúng ta, nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ích chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu có người làm ơn đi cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Cho nên trong cái nếp sống cũ, chúng ta yêu người yêu mình, chúng ta làm ơn đi cho cái người mà làm ơn đi cho mình. Nhưng mà cái nếp sống mới, con người mới được Chúa thay đổi đó, thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta có thể yêu những kẻ ghét mình và chúng ta có thể làm ơn đi cho cái người mà không đáng để nhận được cái ơn mà mình làm, mình quan tâm đến cái người đó. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có nhìn vào những người xung quanh của chúng ta. Tôi biết ở trong hội thánh có nhiều người thì cứ chăm vào mục sư, và cảm ơn Chúa, tôi cũng có thể nói giống như là thánh Phaolô, hãy bắt chước, hãy nhìn xem tôi những cái điều gì mà quý vị thấy rằng nó phản ảnh từ nơi Chúa, những cái điều mà tôi đã bắt chước Chúa. Có nhiều người thì cũng nhìn vào những người có chức vị ở trong hội thánh, nhìn vào những người đã tin Chúa lâu năm ở trong hội thánh, nhưng mà tôi xin thưa rằng quý vị nhìn một cách sai lầm. Và khi mà quý vị nhìn vào không đúng chỗ, không đúng đích, thì đó là cái lý do mà tôi nghe có nhiều người phàn nàn. Chúa đâu có quyền năng gì. Có những người theo Chúa mấy chục năm rồi, họ có biến đổi gì đâu. Tôi đâu có thấy một cái điều mới lạ nào từ nơi họ đâu. Và chúng ta thấy rằng bởi vì quý vị nhìn sai mục đích. Và chúng ta thấy rằng tác giả sách Hebrew đoạn 12 câu 4 dạy đi cho chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Cái mục đích, cái đích đi cho chúng ta nhắm và chúng ta đi tới, có phải bên phải, bên tả hay là phía trước, phía sau, mà chúng ta phải nhìn lên Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta. Để xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Nếu ai ở trong quý vị đang đặt cái tầm nhìn hay là cái đích của mình sai lầm, thì xin Chúa giúp đỡ và chỉnh đốn lại quý vị, để rồi quý vị sẽ không bị cái sự vấp phạm bởi vì chúng ta nhìn xung quanh chúng ta. Và chúng ta thấy, chúng ta cũng đã học về tuần vừa rồi, có những cái mức độ của đức tin của chúng ta. Tôi đổi ngược lại lần này bởi vì
cái sự thiết kế của các bình sân đó thì là chúng ta thấy rằng là có thấp, có nửa bình và có cao. Và bây giờ chúng ta đi từ cao xuống thấp. Cái người mà thật sự có đức tin nơi Chúa là cái người nghe và vâng lời, làm theo lời Chúa. Lời Chúa phán cái điều gì, chúng ta sẵn sàng, chúng ta vâng lời theo lời Chúa. Và chúng ta thấy rằng ông tổ của đức tin đó, ông Abraham, thì được Kinh Thánh nói rằng Abraham tin nơi Đức Chúa Trời và Ngài kể đó là công bình. Tin có nghĩa là như thế nào? Abraham đang sống ở giữa một cái thành phố đầy đủ hết tất cả phương tiện vật chất, ở gần bà con, ở gần bạn bè vân vân. Nhưng mà khi Chúa biểu Abraham, ngươi hãy dọn nhà ngươi, pack, bỏ đồ vô vali, đóng thùng, bỏ lên lạc đà, đi vào ở trong sa mạc. Cái chuyện đó chuyện không phải là dễ dàng. Sa mạc nó không phải là có đèn màu, nó cũng không phải là cái chỗ đầy dẫy những cái thức ăn uống ngon lành, là một cái nơi mà trống vắng. Ban ngày thì đối diện với lại sức nóng của mặt trời, ban đêm thì đối diện với lại cái sự lạnh lẽo. Nhưng mà Abraham được kể là cái người công bình khi Chúa phán bảo ngươi đi vào ở trong sa mạc, sẽ đi đến một cái xứ mà ta sẽ dẫn cho. Thì chúng ta thấy rằng là Abraham tin nơi lời của Chúa. Ông đem hết tất cả gia đình của mình. Những người yếu thì là lên lạc đà ngồi, những người mạnh thì đi theo một cái đoàn người đi ra khỏi xứ Ur. Và đó gọi là nghe và vâng lời làm theo. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có những người ở trong hội thánh của chúng ta nghe nhưng mà thiếu cái sự vâng lời, cho nên ở trong cái mức độ đức tin vẫn còn rất là thấp. Nghe nhưng mà không tin, hay là nghe nhưng mà tin chút chút nhưng mà không làm theo. Và chúng ta thấy đó là cái trở ngại của cái việc đi theo Chúa. Mà vì vậy Chúa trách chúng ta rằng tại sao các ngươi gọi ta là Chúa Chúa mà các ngươi không làm theo lời ta phán. Và chúng ta thấy rằng cái thành phần mà đức tin ở giữa đó thì rất là đông ở trong các hội thánh ngày hôm nay. Nghe lời Chúa thì nghe, nhưng mà chỉ làm những cái gì mà có lý, nó thuận theo ý của mình. Nghe những cái điều nào mà mình thấy rằng là nó dễ dãi đi cho mình. Nghe chỉ làm theo những cái điều gì mà nó có lợi đi cho mình. Và chúng ta thấy rằng đó là cái lý do mà chúng ta không thể trở nên mạnh mẽ ở trong Chúa. Chúng ta không thể trở nên những người lính chiến để rồi chiến đấu với lại thế gian. Và chúng ta cũng không thể có sức của Chúa, có sức mạnh của Chúa để rồi đem những người khác chinh phục thế gian trở về với lại Chúa. Và vì vậy xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta, để cho chúng ta nhận biết được cái mức độ thuộc linh của chúng ta ở cái mức nào. Chúng ta không có thể nói rằng là chúng ta nhận biết cái trình độ đức tin của chúng ta đang thấp, đèn đỏ báo động đang bật lên, mà rồi thì chúng ta cứ việc nhắm mắt chúng ta lái đi Sunshine Coast hay là đi Gold Coast để mà đi du lịch ở dưới đó. Trước sau gì thì chúng ta cũng phải đẩy xe về hay là kéo xe về. Và xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta, để rồi nếu chúng ta là những người mà xưng Abraham là tổ phụ của mình, là tổ phụ đức tin đó, thì xin Chúa cũng làm cho chúng ta
dám hành động, dám vâng theo lời của Chúa, để rồi chúng ta sống giống như là tổ phụ của chúng ta là Abraham, tổ phụ của đức tin. Những cái điều mà Chúa dạy dỗ nhắc nhở đi cho chúng ta, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Thương xót như thế nào? Có những người nhìn cái mặt rất là khó thương, thấy cái mặt là thấy bực mình rồi. Nhưng mà Chúa biểu chúng ta hãy thương xót như cha chúng ta thương xót. Không phải là cái mặt của chúng ta dễ thương, hay là chúng ta là cái người làm lành, hay là chúng ta là cái người tốt, mà Chúa thương chúng ta. Ngài cứu chúng ta, Ngài chết thay đi cho chúng ta. Mà Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta là người có tội thì Chúa bằng lòng đến yêu thương chúng ta, chết thay cho tội chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Mà vì vậy, xin Chúa giúp đỡ đi cho chúng ta. Con người mới phải thể hiện cái nếp sống mới ở trong cuộc đời của chúng ta. Thương xót như cha của chúng ta thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Cái bản tính cũ của chúng ta lừa moi móc những cái chuyện xấu của người khác. Và bởi vậy có những chuyện nói hành, nói tỏi, nói tiêu, nói gì đó, nghe nó rất là mặn mà, nó rất là thuận tai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó chỉ muốn hạ người khác xuống, để rồi tỏ ra mình hiểu biết hơn người khác. Cho nên Chúa nói đừng có đoán xét ai. Bởi vì có nhiều khi thì chúng ta chỉ thấy một cái dâm, một cái hạt bụi ở trong mắt của người khác, nhưng mà chúng ta không thấy được cây đà ở trong mắt của mình. Và vì vậy, khi chúng ta đã được Chúa yêu thương, Ngài giải cứu chúng ta, Ngài cứu chúng ta, chúng ta không còn ở dưới cái sự đoán xét của Chúa, thì đừng có phải moi móc để mà đoán xét những người khác làm gì. Cũng đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Chúng ta thấy rằng Chúa rất là công bình. Khi mà chúng ta đoán xét người khác, và chúng ta thấy rằng Chúa không bao giờ mời gọi hay là kêu gọi một người nào ở trong chúng ta làm quan án để mà xét xử người này như thế nào, người kia như thế kia. Cái công việc đó là cái công việc của Chúa, mà chúng ta kiêu ngạo, chúng ta dành việc của Chúa để chúng ta làm quan án, để chúng ta xét đoán người này như thế này, người kia như thế kia. Thì xin Chúa giúp đi cho chúng ta bỏ đi những cái tật xấu của ma quỷ đó, để rồi chúng ta thấy những cái chỗ không đúng của người khác, những cái sự bất toàn của người khác, thì chúng ta khuyên giải, chúng ta cầu nguyện đi cho họ. Và xin Chúa giúp đi cho chúng ta cũng có cái tấm lòng tha thứ, để rồi mình cũng sẽ được Chúa tha thứ. Trong những cái buổi cầu nguyện, những buổi nhóm của Hội Thánh, chúng ta thấy chúng ta thường đọc cái bài cầu nguyện chung: xin tha tội đi cho chúng tôi cũng như chúng tôi cũng tha tội đi cho những người khác. Thì xin Chúa giúp đỡ đi cho chúng ta đừng có nói ở trên đầu môi chót lưỡi thôi, mà thực hiện cái điều mà chúng ta nói. Và vì vậy, thật sự là con cái của Chúa, chúng ta không những nghe nhưng mà chúng ta làm theo. Cũng không phải là lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng ta thực hành những cái điều mà Chúa dạy đi cho chúng ta. Những lời khuyên ở trong Luca đoạn 6, câu 20 đến câu 23. Chúng ta trở lại với lại những đoạn Kinh Thánh trước.
Chúa Giêsu bằng ngước mắt ngó môn đồ và phán rằng: phước cho các ngươi, phước cho các người nghèo khổ, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét đuổi mắng giết các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi với các đấng tiên tri vừa nãy. Chúa không có chỗ nào ở trong Kinh Thánh mà Chúa hứa rằng giống như là những cái sự dạy dỗ sai lầm mà chúng ta nghe rất là nhiều trong Hội Thánh xưa nay. Theo Chúa đi, dâng tiền đi cho ông này, dâng tiền đi cho ông kia có phước lắm. Theo Chúa để được phước. Nhưng mà Chúa nói rằng là cái người mà theo Chúa, chúng ta cũng phải đối diện với lại những cái sự khó khăn ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khác với người đời ở một chỗ là Chúa hứa với chúng ta: và này ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Và vì vậy quý vị nghe những cái lý thuyết mà từ xưa đến giờ đó, mà tôi xin khẳng định ở trong Hội Thánh, đó là những cái lý thuyết sai lầm, cái sự gạt gẫm của ma quỷ đối với Hội Thánh của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng. Người tin Chúa phải là cái người mà giàu có để rồi họ khoe khoang nhà mới, xe mới, vân vân. Và những người mà đi xe cũ chuyên môn giống như tôi đó, thì họ cho rằng những người vô phước. Cái người mà đi theo Chúa thật sự, được hầu việc Chúa, thì là phải là những người giàu có, những người giàu sang, vân vân. Chúa sẽ ban phước đi cho những người thuộc về Chúa. Và ban phước có nghĩa rằng là sẽ giàu có, sẽ học cao, hiểu rộng, sẽ được may mắn ở trong mọi điều. Kinh Thánh không bao giờ có một cái lời hứa như vậy. Mà tôi xin thưa rằng cái người theo Chúa thật sự đó, thì có nhiều khi cũng gặp cái sự đối diện với những sự bắt bớ, những sự khó khăn, những sự bệnh tật ở trong đời sống. Đi qua những trũng bóng chết ở trong cuộc đời. Nhưng mà Chúa hứa rằng Ngài ở cùng chúng ta ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Và vì vậy khi mà chúng ta được cái sự dư giả trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cảm thấy được sự phước hạnh, có được tiền rủng rỉnh ở trong túi đó, chúng ta phải biết dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban phước đi cho chúng ta. Khi Chúa cho chúng ta được thiết đãi bởi những cái món ăn ngon đó, chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta còn được hưởng thụ những cái điều đó. Và Kinh Thánh cũng nói đi cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà không phải chúng ta sẽ đối diện với lại bệnh tật, những đại dịch, đối diện với chiến tranh, mà chúng ta cũng sẽ đối diện với những sự đói kém, những cái sự thiếu thốn xảy đến ở trong chúng ta. Để tôi đọc ở trong sách Khải Huyền đi cho quý vị nghe. Chiến tranh chúng ta đã nghe buổi sáng nay, chúng ta cũng cầu nguyện đi cho người Ukraine. Ở trong Khải Huyền đoạn 6 câu 4: liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Nói đến chiến tranh,
và cái con ngựa kế tiếp. Khi chiên con mở ống thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơn dê. Một đấu lúa mì có thể nói rằng là cái nhu cầu vật thực cần dùng để cho một người. Mà giá một đơn dê có nghĩa rằng là cái người đó phải đi làm cả ngày. Cái lương của cả một ngày của một người chỉ đổ lại cái phần ăn đi cho mình. Ba đấu lúa mạch nha bán một đơn dê, còn dầu và rượu chớ động đến. Những cái thứ mà rượu đỏ hay là rượu đen mà quý vị hay cảm thấy nhấm nháp để mà tìm cái thú vị đó, hay là những cái đồ chiên KFC, hay là những cái thứ mà cần dầu đến đó, thì là chúng ta không còn có đủ sức để mà chúng ta có thể hưởng thụ những cái điều đó. Chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà chúng ta cần phải hành động giống như là Chúa của chúng ta. Chúng ta có thể thấy một cái tấm gương của một chấp sự trong hội thánh đầu tiên. Tôi không biết rằng là trên Ê-tiên có nghe những điều mà Chúa Giê-xu cầu nguyện ở trên thập tự giá hay là không. Luca đã ghi lại rằng Chúa Giê-xu cầu rằng lại cha xin tha cho họ vì họ không biết điều, biết mình làm điều gì. Đoạn mà bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Các tên lính ở nơi trong thập tự giá giễu cợt, phỉ báng, chế giễu Chúa. Và chúng ta thấy rằng Chúa không quở trách họ, Chúa không giận họ. Nhưng mà Chúa cầu nguyện, xin tha cho họ, lạy cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Và họ bắt thăm, chia nhau áo sống của Ngài. Chúa thực hiện cái tình yêu đi cho kẻ thù của mình, kẻ đang lúng đinh, kẻ đang bắt bớ, kẻ đang nhào báng, chính Ngài mà Ngài đang chịu đau đớn ở trên thập tự giá. Và chúng ta thấy rằng một chấp sự của hội thánh đầu tiên mà được Luca ghi lại ở trong Công vụ đoạn 7, câu 59 đến câu 60, ta kể rằng chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ lỗi này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Ê-tiên rất là giống Chúa, phải không? Ê-tiên không có cần phải nhìn sao lơ, nhìn sứ đồ này, nhìn sứ đồ kia. Chúng ta thấy rằng Ê-tiên đã bắt chước chính Chúa và ông thể hiện cái hành động của ông giống y như là Chúa. Cầu nguyện đi cho kẻ thù của mình. Cầu nguyện đi cho những người mà đã cầm những cái hòn đá để mà quăng vào, để mà giết chết mình. Và chúng ta thấy rằng đó là cái sự thuận phục, đó là sự vâng lời và qua cái hành động của Ê-tiên. Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Ban trung, tôi thấy quý vị không có một cái lý do gì mà quý vị coi những anh chị em của mình giống như là những người không có cái sự liên hệ gì với mình. Và cũng không có một cái lý do gì để quý vị coi rằng những anh chị em của mình giống như là kẻ thù của mình. Thể hiện cái nếp sống mới, vâng theo lời của Chúa, yêu thương
những kẻ mình bất đồng ý kiến, yêu thương những kẻ mà không đồng lòng đồng ý với lại mình, thực hiện tình yêu của Chúa, để rồi chúng ta thấy được không những ban thanh niên được, ban trung niên được cái sự tăng trưởng, được cái sự lớn lên, mà chúng ta thấy rằng chúng ta làm tấm gương cho những thế hệ sau. Cảm ơn Chúa. Sau cái đại dịch thì tôi thấy rằng có cái sự phát triển ở trong tất cả các phòng ban. Ban thanh niên thì khi hôm tôi đến có khoảng chừng 17 người, 17 em đã nhóm lại, và cái con số đó nó vượt xa hơn là những năm trước. Cảm ơn Chúa. Ban thanh tráng thì tôi thấy rằng mỗi lần các em nhóm thì các em phải kê thêm bàn, và các em cũng nhóm từ khoảng 17-20 người. Và tôi ước mong rằng đó cũng là cái kết quả của ban trung niên ở trong năm nay. Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta có thể hành động theo ý của Chúa. Tôi đọc ở trong những câu chuyện lịch sử đã ghi lại ở trong thế kỷ thứ 12. Và dầu đây là những cái câu chuyện của nhà thờ Công giáo, nhưng mà chúng ta biết rằng trước thế kỷ thứ 16 thì Công giáo và Tin lành là một. Thì người ta kể rằng là ở tại Assisi có một thánh nhân tên là Francis. Ông này là con nhà giàu, học cao, hiểu rộng, thuộc về hạng người quyền quý thời bây giờ. Ông sống giống như là đang đi ở trên mặt nước. Ở trong thành phố thì có rất là nhiều người nghèo khó. Mà tôi nhớ rằng khi tôi còn ở trong tiểu học đó, thì tôi cũng đối diện với lại nhiều người như vậy ở trong thành phố. Những quý vị nhớ là những người bị cùi đó, người bị phun đó, họ thường ngồi để mà xin ăn mỗi ngày ở trên lề đường. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào thân thể của họ đó, thì có những người bị mất những cái lóng tay, có người thì thân thể của họ bị sưng phù lên, và chúng ta thấy rằng nó chảy mủ, chảy nước ra, và chúng ta thấy rằng trông rất là dễ sợ. Và tôi thông cảm với lại Francis. Ông thường thường ông đi trên đường thì ông né tránh những cái người phun, người cùi đó, không ai dám tới gần. Nhưng mà một hôm kia thì Chúa biến đổi cuộc đời của Francis. Ông gặp một người phun, xin tiền, đi ở trên đường. Thì ông tới, ông giơ tay để ông ôm cái người phun đó. Và tôi thiết nghĩ rằng nếu mà tôi ở trong cái hoàn cảnh như vậy á, thì sau khi ôm xong rồi tôi phải về tôi tắm ít nhất một chục lần. Nhưng mà Chúa có thể làm được cái điều đó ở trong một cái con người. Và chúng ta thấy rằng khi Francis kể lại rằng là khi ông bằng lòng giơ tay ra để mà ôm một cái người bệnh phun như vậy, ghẻ lỡ đầy mình, thì ông nhìn xuống cái mặt của cái người phun đó, thì ông thấy được cái hình ảnh của Chúa Giêsu ở trên cái mặt của người phun đó. Và cuộc đời của ông được cái sự kêu gọi của Chúa một cách hoàn toàn, để trở thành một cái người phục vụ đi cho những người nghèo khó, những người bệnh tật, những người thiếu sự may mắn. Chúng ta không thể dắt người khác đến với Chúa, chúng ta không thể cứu được người khác khi chúng ta cứ sống theo cái đường lối cũ của chúng ta.
chúng ta không thể hiện được cái nếp sống mới của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho các con cái của Chúa ở Hội Thánh Đa Ra. Xin Chúa cho chúng ta đo lường được cái mức độ đức tin của chúng ta, để rồi chúng ta sẵn sàng dấn thân vào trong cái sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta có thể làm một cái ngọn đèn phực sáng lên trước khi tắt, trước khi chúng ta không còn cái cơ hội để chúng ta làm cái điều đó nữa. Chúa giúp đỡ cho chúng ta, xin quyền năng của Chúa thể hiện ở trong cuộc đời của chúng ta, thể hiện ở trên hậu thánh của Ngài, để chúng ta có thể đưa dắt những người thân của chúng ta ở trong gia đình của chúng ta, những người đồng hương của chúng ta ở trong thành phố này, những bạn bè thân quyến của chúng ta, trước khi những ngày khó khăn và trước khi Chúa của chúng ta sẽ trở lại, để đem chúng ta trở về đi với lại Chúa. Chúa giúp cho chúng ta luôn luôn chăm chú vào, đặt cái ưu tiên ở trong sự học hỏi lời của Chúa, đứng trên lời Chúa và làm theo lời của Ngài. Và xin Chúa cũng giúp đi cho chúng ta ở trong cái sự thực hành lời của Chúa, chứ không phải lấy nghe làm đủ. Chúng ta cũng đứng lên và mỗi người hướng về Chúa.